Quý vị và các bạn thân mến, ngày 11 tháng 4 năm 2019 này, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập. 11 tháng 4 năm 1969, 11 tháng 4 năm 2019. Nhân dịp hồng phúc và ý nghĩa này, Ban Việt ngữ chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng đến với buổi trò chuyện ngắn với Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường. Đức cha còn là Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng con xin kính chào Đức cha và xin cảm ơn Đức cha đã dành cho chúng con thời gian quý báu này với cuộc trò chuyện cũng như là chia sẻ với quý khán thính giả của đài. Trước hết, xin Đức cha với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam mà Ban Việt ngữ chúng con cũng là một thành phần, xin Đức cha cho chia sẻ cho chúng con biết những cái tình cảm, những suy nghĩ của Đức cha về sứ vụ cũng như là các chương trình của đài với các tín hữu Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại trong suốt 50 năm qua. Quả thực tôi rất là vui, rất cảm động và hết sức là biết ơn vì những cái đóng góp thật kiên trì và rất cần thiết của Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu cho việc loan báo tin mừng tại đại lục địa này. Và đặc biệt trước đây khi mà các phương tiện truyền thông còn quá thiếu thốn và nghèo nàn, và rồi trong những cái khung cảnh của đất nước, của xã hội, của những giai đoạn nhiều khi đầy khó khăn, thì cái sự phục vụ của Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu quả đã đem lại những cái ánh sáng của tin mừng thật là tốt đẹp. Dạ, vâng, con cảm ơn Đức cha. Kính thưa Đức cha, chúng con rất là hân hạnh khi được tiếp nối công việc loan báo tin mừng bằng phương tiện truyền thông từ cố đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài. Khi chúng con biết rằng trong khoảng hơn 30 năm vừa qua, nhiều thính giả đã nghe, đã thâu rồi phát hành sách về những chương trình của đài chúng con trong cái giai đoạn mà khó khăn thiếu tốn của Việt Nam. Vậy xin Đức cha con có thể nhắn nhủ hay là chia sẻ gì với Ban Việt ngữ chúng con khi chúng con chuyển đổi từ hình thức phát thanh qua làn sóng ngắn sang hình thức phát thanh bằng phương tiện Internet? Là nhìn lại trong hơn 30 năm qua thì khi nhắc đến cố Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, thực sự nó gợi lên trong tôi và có lẽ trong nhiều độc giả, nhiều khán thính giả của đài, những cái tâm tình rất là đặc biệt. Theo như tôi biết đó là ngày có lẽ tương tự như một Jonah của thời đại mới, nhưng mà ngày được sai đi học triết, có lẽ không có nhầm làm cái công tác truyền thông đâu, nhưng mà rồi như Chúa đã muốn. Cái điều mà mình không có ngờ. Cho nên cuối cùng thì qua những cái bước dò dẫm, qua cái sự dẫn dắt của Chúa, thì Ngài đã trở thành một cái người làm công tác truyền thông rất là tuyệt vời. Từ cái phong cách của Ngài cho đến những cái cách làm việc và những cái tâm tính của Ngài, nó thật là đúng, thật là một con người của truyền thông. Một con người hài hòa, dễ gần gũi, dễ tiếp xúc, và cái cung cách loan báo tin mừng nó rất là hợp thời trong những cái hoàn cảnh, là trong hoàn cảnh hết sức là tế nhị. Cho nên qua những lần mà gặp gỡ Ngài thì tôi cảm thấy một cái ấn tượng rất đặc biệt, và qua những cái lần được nghe những cái bài suy niệm của Ngài hoặc là những cái bài phát biểu cách này cách khác, thì tôi quả thực đã để trong lòng mình những cái ấn tượng rất đẹp về Ngài, và tôi nghĩ nhiều khán thính giả cũng có chung cái tâm tình của tôi như vậy. Và đúng là nhìn lại thì khoảng hơn 30 năm trước đây, thì trong cái thời kỳ khó khăn thiếu thốn thông tin đó, thì nhiều thính giả đã nghe, đã thâu lại và đã phát hành sách về các chương trình của đài để chia sẻ, để suy niệm và giảng dạy. Bởi vì quả thực qua đó chúng ta có thể có dịp để đón nhận
rất là nhiều những cái tài liệu quý giá của giáo hội, những cái sự hướng dẫn soi sáng từ ánh sáng của tin mừng, và những điều đó đã giúp ích rất nhiều cho các linh mục, cho các tu sĩ và giáo dân, cũng như đưa nhờ đó mà đưa được nhiều tâm hồn đến với Chúa. Quả thực chính bản thân của tôi khi làm linh mục phụ trách sứ đạo thì tôi cũng đã sử dụng những cái tài liệu lẽ sống, những cái bài giảng và suy niệm của Đài Chân Lý Á Châu để cho cái công việc giảng dạy của mình rất là nhiều. Mình thấy nó rất là hấp dẫn, rất là hữu ích. Và ngày nay thì Radio Veritas đã chuyển đổi sang từ hình thức phát thanh làn sóng ngắn sang phát thanh trực tuyến bằng Internet. Thì điều này tất nhiên là cũng sẽ có những cái khó khăn hơn cho những người nghèo ở vùng sâu, vùng xa không có Internet. Tuy nhiên Internet có những thuận lợi và hữu ích đặc biệt. Ví dụ người ta có thể nghe lại, xem lại cái chương trình bất cứ lúc nào. Và dưới cái dạng trang web thì Radio Veritas cũng thích hợp cho nhiều giới ở nhiều nơi, đặc biệt là giới trẻ, không chỉ ở Á Châu mà ở cả các lục địa khác trên toàn cầu nữa. Và rồi giữa một cái rừng thông tin trên mạng Internet ngày nay đó, thì thật khó để người ta có thể phát hiện, tìm đến và gắn bó với những trang web của mình. Vì thế tôi rất vui khi nghe báo cáo rằng Ban Việt ngữ luôn có số lượng người nghe cao hơn rất nhiều so với 22 ngôn ngữ khác của Đài Chân Lý Á Châu. Tôi mong Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu cứ mãi nhiệt tình tìm tòi, khám phá, rồi học hỏi và có nhiều sáng kiến phù hợp, nhất là ngày càng thêm tha thiết với Chúa, với giáo hội và các linh hồn để loan báo tin mừng cách hữu hiệu hơn với các phương tiện truyền thông hiện đại. Còn xin cảm ơn Đức Cha. Và câu hỏi cuối cùng của chúng con là nhu cầu truyền giáo trong thời đại kỹ thuật số ngày nay rất là quan trọng, bởi lẽ là mỗi cá nhân vừa là người đón nhận thông tin nhưng đồng thời cũng là người chủ thể của truyền thông nữa. Vậy Đức Cha có những hướng dẫn hay những chia sẻ gì với các tín hữu Công giáo, đặc biệt là quý khán thính giả của Đài Chân Lý Á Châu, để mỗi người chúng con cũng có thể trở nên dụng cụ của sự hiệp thông yêu thương trong sứ vụ loan báo tin mừng ạ? Và thực với Internet và các cái mạng xã hội như Facebook, rồi Twitter, v.v. Người ta có thể vừa đón nhận tin tức, vừa chuyển tin, hoặc là còn hơn thế nữa, họ viết tin, tạo hình, tạo video, audio để tự mình loan tin cách hấp dẫn cho người khác. Vì thế tôi cũng mong rằng mọi tín hữu của Chúa, đặc biệt các khán thính giả của Đài Chân Lý Á Châu, sẽ luôn luôn khám phá, phát huy và tận dụng các phương tiện tuyệt vời này để đón nhận và loan báo lời Chúa, sử dụng những cái phương tiện truyền thông với một cái tâm thật là sáng và nó ngay thật, để có thể thực sự trở nên dụng cụ của sự hiệp thông yêu thương trong cái sứ vụ loan báo niềm vui của tin mừng. Tôi nghĩ đó là cái điều rất là cần thiết và rất là ích lợi mà tất cả chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta cần thực hiện điều đó. Thay mặt cho Ban Việt ngữ cũng như là quý khán thính giả của Đài Chân Lý Á Châu, chúng con xin hết lòng cảm ơn Đức Cha, nhất là những cái chia sẻ của Đức Cha, để mỗi tín hữu chúng con cũng có thể trở thành một dụng cụ của sự hiệp thông yêu thương trong việc loan báo tin mừng. Một lần nữa, chúng con xin kính chúc Đức Cha đầy tràn sức khỏe và tràn đầy hồng ân của Chúa. Chúng con xin kính chào và cảm ơn Đức Cha. Cảm ơn Cha, cảm ơn tất cả mọi người.